Xin chào mừng quý anh chị và tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Đà. Trên video quý vị đang thấy đó chính là máy móc vỏ keo đang làm việc thực tế tại huyện Như Thanh, Thanh Hóa. Đây quý vị có thể thấy là những nhân công đang thực hiện bóc vỏ trên máy. Thì đây là những cây keo đã được nhập về. Đây, quý anh chị có thể thấy được những cây keo có kích thước khác nhau, từ thân keo, gốc keo cho đến ngọn của cây keo đã được bà con thu gom và tập kết tại bãi này. Và tại đây thì các anh em nhân công sẽ đưa vào máy và lọc vỏ keo. Đây, máy đang theo năng suất như thế này thì mỗi ngày một máy cùng với 3 hoặc 4 nhân công có thể cho ra năng suất mỗi ngày đạt trung bình 25 tấn. Và trong trường hợp mà vỏ keo có kích thước nó lớn đều thì năng suất khoảng 30 đến 35 tấn. Nó phụ thuộc vào tỷ lệ của cây keo, kích thước của cây keo cũng như là nhân công mình đúc vỏ vào. Đây chúng ta cùng tham quan những cây keo, những khu vực keo đã được bóc vỏ sạch sẽ với cây keo thấp. Với mùa đông khá lạnh lẽo, đặc biệt là khu vực ở Thanh Hóa này thì nhiệt độ có thể xuống đến 9-10 độ C. Vì vậy thì bà con nông dân nếu mà lên trực tiếp để bóc vỏ vỏ keo thì khá là vất vả. Vì vậy một bà con nông dân đã gom và chở những gỗ cây, những gỗ keo chưa bóc vỏ về tại bãi để thực hiện bóc vỏ. Thì như vậy nó sẽ giảm đi rất nhiều cái sự vất vả cho bà con lao động, thì và bên cạnh đó thì cũng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Vỏ gỗ keo đã được bóc ra và gom lại, thì mọi người cứ tưởng những vỏ keo này là vô dụng, nhưng thực ra nó cũng có giá trị khá cao. Thì theo thông tin, những vỏ keo này có giá là 300.000 một tấm. Thì có thể tham khảo cùng làm việc của máy ở khu vực Thanh Hóa thì máy bóc vỏ keo cũng đã có mặt ở nhiều địa phương như là Như Thanh, Như Xuân, Ngọc Lập, Thường Xuân và ở nhiều tỉnh thành khác trên cả nước, và cũng đã mang lại những kinh tế cho nhiều bà con nông dân. Nếu quý anh chị và bà con có thắc mắc hoặc có nhu cầu về sản phẩm thì có thể liên hệ với chúng tôi trên số điện thoại có sẵn trên màn hình. Các bạn sẽ được cùng quý vị cùng nhiệt tình. Xin chào quý vị nha. Chúc quý vị.